tiểu sử nghệ sĩ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1970 tại Sài Gòn. Song thân của chị là người miền Bắc di cư vào Nam năm 1954. Cha Ngọc Huyền là kiến trúc sư gốc Hà Nội và mẹ chị theo nghề buôn bán nguyên quán ở Hà Tây. Do ảnh hưởng từ bố mẹ và người bác gái đều là những người yêu thích bộ môn cải lương, những vở tuồng cải lương được nghe trong gia đình đã thấm vào đầu óc non nớt của Ngọc Huyền để chị sớm cất tiếng hát theo những nghệ sĩ nổi tiếng từ khi còn bé. Hiện tại, Ngọc Huyền có bảng thành tích khá dày khi chị nhận được 2 huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990-2000, huy chương vàng Trần Hữu Trang 1995-1996, diễn viên được yêu thích nhất, giải Mai vàng 1995-1997 và năm 2000, và đỉnh cao nhất là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú 2001. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã khiến chị mất đi danh hiệu này. Tuổi thơ thấm đẫm âm hưởng cải lương. Mẹ của Ngọc Huyền rất mê xem hát cải lương tuồng cổ, nên mỗi khi bà đến xem các đoàn hát Minh Tơ, Huỳnh Long, bà cho Ngọc Huyền đi theo. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ Bạch Lê thường dẫn Ngọc Huyền đứng bên cánh gà coi hát và thỉnh thoảng dạy cho Ngọc Huyền hát vài bài ca hồ quảng. Năm Ngọc Huyền 11 tuổi, nữ nghệ sĩ Bạch Mai giới thiệu chị vào học ca với thầy nhạc sĩ Úc Trong. Chị tiến bộ rất nhanh, nổi danh trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường và trong quận, nên đoàn hát Thanh Nga mời Ngọc Huyền về cộng tác. Năm 1985, Ngọc Huyền hát trên sân khấu Thanh Nga vở tuồng đầu tiên và là vở tuồng Những Đêm Trăn Trở. Chị thế giai cho cô Đào Chánh Mỹ Tiên khi cô này rời đoàn. Từ năm 1985 đến năm 1989, Ngọc Huyền được nghệ sĩ nhân dân Phùng Há dạy cho cách hát tuồng tàu qua các vở tuồng như Phụng Nghi Đình, Trường Hận, Dương Quý Phi, An Lộc Sơn. Chị lại được các nghệ sĩ Thanh Bạch, Bạch Lê, Bửu Truyện, Thanh Thế, Bạch Mai dạy cho cách hát hồ quảng khi Ngọc Huyền gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Khi Ngọc Huyền hát trên sân khấu Minh Tơ, chị thụ huấn nơi nghệ sĩ Thanh Tòng để diễn các vai Ý Lan Phu Nhân, Thượng Dương Hoàng Hậu, Dương Gia Tướng. Cô Đào có đôi má lúng đồng tiền duyên dáng. Nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền đã được nhiều bậc thầy truyền dạy nghề hát, nên chị diễn thành công nhiều loại tuồng, từ các tuồng cổ, hồ quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Ngọc Huyền đã được huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1991, là diễn viên được ưa thích nhất trong những năm 1991, 1992, 1993. Đã một thời, Ngọc Huyền và Kim Tử Long là cặp diễn viên đẹp đôi nhất trong nhiều năm liền. Ngọc Huyền đẹp trên sân khấu nhờ nơi má lúng đồng tiền. Cái đẹp từ hai lúng đồng tiền của chị tạo ra một nụ cười đầy nữ tính, đôi lúc còn tạo ra được hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ. Trong tuồng Bụi Mờ Ải Nhạn ở Nhạn Môn Quan, chiêu quân Ngọc Huyền được chở đi cống hồ. Cả triều Hán và triều Hồ cả một thời khốc liệt giao tranh chỉ để mua một nụ cười mỹ nữ. Nụ cười và sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng như là một báu vật mà người ta tử chiến với nhau, quyết chiếm hữu nó cho bằng được. Được phong tặng nghệ sĩ ưu tú. Ngọc Huyền từng là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa trong nước và được khán giả ái mộ gọi chị là Nữ Hoàng Chi Bảo Video. Là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương, được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001. Tháng 12 năm 2002, chị còn tổ chức live show Mãi Mãi Ước Mơ tại Nhà hát Hòa Bình ở thành phố Hồ Chí Minh trong 3 đêm liền, thu hút hơn 5.000 khán giả tham dự. Sang Mỹ định cư. Sau một thời gian bay show qua Mỹ bằng con đường du lịch và ngủ tại nhà ca sĩ Thanh Tuyền, năm 2002, Ngọc Huyền quyết định tiến tới hôn nhân với Đôn Nguyễn, con trai của Thanh Tuyền,
một sĩ quan trong không quân Hoa Kỳ. Chị kết hôn và sang Mỹ định cư. Sau đó, Ngọc Huyền chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc, tân cổ giao duyên và phát hành DVD những trích đoạn Hồ Quảng Tứ Đại Mỹ Nhân, giành được sự yêu mến của khán thính giả hải ngoại. Từ năm 2003, Ngọc Huyền trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm Aces. Cùng thời gian này, chị vẫn tiếp tục tham gia các chương trình văn nghệ tại Việt Nam. Trên đất Hoa Kỳ, Ngọc Huyền không còn được diễn chung với những người bạn diễn ăn ý như ngày trước. Thỉnh thoảng gặp lại bạn diễn cũ từ Việt Nam qua, Ngọc Huyền không bao giờ để lỡ mất cơ hội được cùng diễn lại những giai tuồng đẹp nhất của một thời vàng son trên sân khấu. Biến cố lớn và bị cấm về nước. Tháng 7 năm 2005, trong chương trình Azer 46 Hành Trình 30 Năm, Ngọc Huyền đã trình bày ca khúc Quê Hương Bỏ Lại trong bộ áo dài họa hình chữ S trước những mô hình trại tạm cư. Sau màn minh họa và các phóng sự di tản, Ngọc Huyền xuất hiện mở màn trong bộ áo dài đen, hát ca khúc Quê Hương Bỏ Lại, được giới thiệu là một trong những tác phẩm âm nhạc của giai đoạn đen tối. Một số bài báo trong nước lên tiếng chỉ trích sự xuất hiện của chị trong chương trình này. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh còn cho rằng chỉ cần một chương trình này thôi, Ngọc Huyền không còn xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và còn tuyên bố ủng hộ ý kiến không cho Ngọc Huyền về nước nữa. Tháng 4 năm 2007, Trung tâm Acer phát hành bộ đĩa DVD thứ 54 mang tên Bước Chân Việt Nam với mở đầu bằng màn quảng cáo phim Dược Sống sản xuất ở hải ngoại, được giới thiệu là bộ phim đầu tiên về tù cải tạo và thuyền nhân. Chương trình có sự tham gia của Ngọc Huyền cùng một vài nghệ sĩ trong nước có tên tuổi như Bảo Yến và Kim Tiểu Long. Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam đã ban hành chỉ đạo thu hồi bộ đĩa này vì cho rằng nội dung mang tính chất phản động và có nhiều bài hát có minh họa, hình ảnh và lời bình đã kích chế độ. Năm 2008, trong chương trình Azer 58, chủ đề là Lá Thư Từ Chiến Trường. Trước phong màn lửa cháy và pháo nổ, Ngọc Huyền xuất hiện trên chiếc xe Jeep trong trang phục áo dài cách điệu, trình bày ca khúc Thương Về Dùng Hỏa Tuyến với phần ca từ mà báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh diễn đạt là kể về dùng hỏa tuyến lửa máu, xóm thôn hoang tàn đổ nát. Việc xuất hiện trên video này khiến cho Ngọc Huyền lại bị nhiều tờ báo trong nước chỉ trích. Sau sự kiện này, việc tước bỏ danh hiệu và việc cấm diễn biểu diễn của Ngọc Huyền cũng được chính quyền xét lại, nhưng chưa được chính thức xử lý vì chị đã định cư ở nước ngoài. Tháng 1 năm 2010, cái tên Ngọc Huyền cũng không còn được đưa vào cuộc triển lãm chuyên đề Nữ nghệ sĩ cải lương miền Nam tổ chức trong nước. Scandal của Ngọc Huyền còn khiến nam nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Tử Long mất đi một bạn diễn ăn ý nhất và hàng trăm băng đĩa của hai người cũng bị cấm phát hành, làm thiệt hại về kinh tế. Tâm sự của Ngọc Huyền. Ngọc Huyền tâm sự, mình cảm giác rất buồn khi người nghệ sĩ hay ca sĩ cầm một ca khúc để hát hoặc nhận một vai để diễn. Họ chỉ biết đặt mình vào nhân vật đó, chứ họ không nghĩ mình đứng bên lề chính trị này hay lề chính trị kia. Những người viết báo đó đã không thương cho những người làm nghệ thuật. Nhìn lại mọi chuyện, Ngọc Huyền thấy tất cả như định mệnh bày sẵn. Mình không biện bạch cho mình, mà đây chỉ là những bộc bạch. Nếu khán giả thương, hiểu cho Huyền, thì đó là hạnh phúc lớn dành cho nghệ sĩ. Khi còn là một cô bé, Huyền đã có nhiều suy nghĩ về thần tượng của mình, những nghệ sĩ tài danh. Họ luôn là người sống chân thật. Vì thế, họ mới truyền tải tới khán giả những nhân vật trên sàn diễn mà khán giả có thể khóc, cười với nhân vật đó. Cũng có người cho rằng diễn xuất là sân khấu, nhưng cuộc đời là sân khấu chính là cuộc đời. Về việc định cư ở nước ngoài, Ngọc Huyền cho biết chị không hối hận khi quyết định ra đi. Và nếu thật sự mình yêu nghề, yêu sân khấu, thì nơi đâu mình cũng vẫn có thể bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật mình yêu mến và đeo đuổi. Mong ước được trở về Việt Nam. Sau chuyến trở về trình diễn chính thức lần đầu tiên rất thành công của mẹ chồng là ca sĩ Thanh Tuyền tại Sài Gòn,
Nhiều người dự đoán Ngọc Huyền cũng sẽ theo chân mẹ chồng tái ngộ khán giả Việt Nam trong nay mai. Ngọc Huyền kể, khi Ngọc Huyền hỏi mẹ về Việt Nam diễn như thế nào, mẹ Thanh Tuyền bảo rằng rất thành công, khán giả còn thương mẹ nhiều lắm. Mẹ Thanh Tuyền còn nói thêm là mẹ thấy khán giả còn thương con lắm, còn mê con lắm. Con mà về hát thì khán giả chắc chắn đông lắm. Nhưng hiện giờ thì chưa có một tổ chức nào tại Việt Nam mời Ngọc Huyền về hát cả. Nếu có thì chắc chắn Ngọc Huyền cũng sẽ về. Nếu được hát tại quê hương mình thì cũng là một điều hay. Ngọc Huyền đã nói rồi mà, nơi đâu có khán giả thì nơi đó có nghệ sĩ trình diễn. Về Việt Nam làm giám khảo sau 14 năm bị cấm diễn. Mới đây, Ngọc Huyền đã gây bất ngờ cho khán giả trong nước khi chị cùng nghệ sĩ Kim Tử Long và nghệ sĩ Thoại Mỹ đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình tìm kiếm tài năng giọng cổ mang tên Danh ca giọng cổ. Vậy là sau 14 năm xa quê hương cùng nhiều ồn ào liên quan đến chính trị, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền đã chính thức được cấp phép trở về Việt Nam làm giám khảo và thỏa ước nguyện được trình diễn trước khán giả trong nước. Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, Ngọc Huyền được cấp giấy phép làm giám khảo cuộc thi Danh ca giọng cổ, chương trình do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông và Giải trí Điền Quân sản xuất. Ngoài chấm thi, chị còn giữ vai trò tìm kiếm, huấn luyện các thí sinh có tố chất. Theo nhà sản xuất, lý do họ mời nghệ sĩ Ngọc Huyền vì chị tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng với những vở diễn từ lâu đã đi vào lòng khán giả. Ngoài bộ ba quyền lực, chương trình còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết với vai trò cố vấn nghệ thuật. Bà là nữ nghệ sĩ cải lương danh tiếng, được mệnh danh là Cải lương Chi Bảo, đồng thời cũng là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam.